Sáng 22 tháng 3, anh Đức làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ nữ nhân viên quán cà phê nghi bị khách sàn sở, chờ kết quả giám định. Vụ thanh niên tử vong khi làm việc với công an, viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc. Gửi video cho phụ huynh quên tắt tiếng, Cô giáo lộ đoạn mắng chửi học sinh Bé gái 33 tháng tuổi ở Hàn Quốc tử vong vì bị chính bệnh viện từ chối cấp cứu Xe máy dừng đèn đỏ bị ô tô bán tải tông văng cả chục mét Ngày 1 tháng 4, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ ô tô bán tải gây tai nạn trên đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, nhóm người dừng xe máy chờ đèn đỏ trên đường Hoàng Bật Đạt, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn giao với đường Nguyễn Phúc Chu. Lúc này, chiếc ô tô bán tải lưu thông trên đường Hoàng Bật Đạt, hướng từ đường Trần Thị Trọng ra đường Nguyễn Phúc Chu, lao đến tông từ phía sau, hất văng hai xe máy. Vụ việc khiến hai người đàn ông đi trên hai xe máy văng ra đường, nằm bất động và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng, nhiều bộ phận bị vỡ cùng hàng hóa trên xe văng ra khắp nơi. Từ camera an ninh nhà dân cho thấy cú tông khá mạnh của ô tô bán tải từ phía sau khiến một trong hai xe máy văng xa cả chục mét. Nhận tin báo, công an quận Tân Bình đến xử lý hiện trường. Tài xế xe ô tô bán tải sau đó được cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ rồi đưa về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ. Chiều tối cùng ngày, các phương tiện liên quan được đưa ra khỏi hiện trường. Vụ nữ nhân viên quán cà phê nghi bị khách sàm sở, chờ kết quả giám định Ngày 1 tháng 4, thông tin từ lãnh đạo công an huyện Thanh Hà cho biết, đơn vị này đang chờ kết quả giám định đối với Nguyễn Thanh Sơn, 17 tuổi, trú huyện Thanh Hà, nữ nhân viên trong vụ nghi bị ông Phạm Công Cảnh, 38 tuổi, trú huyện Thanh Hà, sàm sở tại cửa thang máy và bị hành hung tại khu vực ngoài cửa một quán cà phê trên địa bàn huyện. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả giám định đối với chị Sơn để làm căn cứ giải quyết vụ việc về giám định tâm thần, nếu trong 7 ngày không giám định được thì phải qua 3 tháng xem nạn nhân có bị sang chấn về tâm thần thật hay không và phải dựa vào sự giám định kỹ càng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Lãnh đạo công an huyện Thanh Hà thông tin thêm. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nắm được thông tin vụ việc nêu trên và giao phòng ban chuyên môn làm công văn gửi cơ quan chức năng huyện Thanh Hà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị Sương. Trước đó, như đã đưa tin, mạng xã hội Facebook gần đây đã lan truyền đoạt clip ghi lại hình ảnh sự việc được cho là xảy ra tại quán cà phê ERA, tòa nhà Hương Vân, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà. Xem thời gian được camera ghi lại, sự việc xảy ra vào chiều tối 26 tháng 3. Thời điểm này, có một đoàn khách đang bước vào thang máy của tòa nhà Hương Vân. Cùng lúc đó, nữ nhân viên quán cà phê là chị Sương đứng cạnh thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang máy. Bất ngờ, một người đàn ông mặc áo phông kẻ đỏ pha màu đen và màu trắng, được xác định là ông Phạm Công Cảnh, đã lao tới ôm Sương, có hành động nhạy cảm, nghi sàm sở. Khi chị Sương phản kháng, ông Cảnh mới bỏ tay ra khỏi người và bước vào trong thang máy. Khi bị chị Sương dùng điện thoại ghi lại, ông Cảnh đã lao tới, đá vào người nữ nhân viên này. Chỉ đến khi được bảo vệ của tòa nhà Hương Vân cùng với người bạn đi cùng ngăn cản, ông mới lên xe máy và bỏ đi. Theo một số nguồn tin, sau khi bị hành hung, chị Sương có biểu hiện không bình thường, đang điều trị tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Clip Lái ô tô đi sau về trước gặp ngay lái xe cứng rắn, tài xế nhận bài học nhớ đời Đoạt clip được chia sẻ trên nhóm Facebook OFFB cho thấy, giữa lúc ô tô đang xếp hàng dài vì đường ôn ứ, thì chiếc ô tô SUV lấn làng ngược chiều để vượt lên trước. Tuy nhiên, tài xế ô tô SUV không thể thực hiện ý định đi sau về trước vì gặp phải tài xế cứng rắn không cho vượt. Ô tô SUV đi tắt đón đầu sau đó bị xe đầu kéo, ép lùi một quãng đường dài mới có thể trở lại làng bên phải. Đoạt clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó đa số các ý kiến chê trách tài xế điều khiển ô tô SUV lấn sang làng đường ngược chiều, gây cản trở giao thông cho các phương tiện chạy chiều ngược lại. Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với người điều khiển ô tô có hành vi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt. Đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có báo hiệu trước khi vượt, vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làng đường cho xe đi cùng chiều, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làng đường mà xe chạy trên làng đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làng đường bên trái. gửi video cho phụ huynh quên tắt tiếng cô giáo mầm non lộ đoạn mắng chửi nặng nề học sinh tối ngày 1 tháng 4, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ngắn được cho là quay tại một trường mầm non ở con tum trong clip một cô giáo mầm non mắng mỏ nặng nề hai em học sinh với những lời lẽ hết sức tiêu cực được biết khi gửi clip hoạt động trẻ trang trí trái cây cho phụ huynh cô giáo quên tắt tiếng chèn nhạc vì vậy toàn bộ lời chửi mắng của cô này vô tình bị phụ huynh nghe được. Cụ thể khi thấy hai em học sinh có thao tác vụng về, cô giáo liên tục mắng quát lớn tiếng, hai em học sinh ngồi im làm theo lời cô giáo không dám phản ứng. Đoạn clip sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ, không tin được đây là ngôn ngữ của cô giáo mầm non. Hiện tại trang Facebook của trường mầm non này đã bị khóa. Vụ thanh niên tử vong khi làm việc với công an Long Thành Đồng Nai Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc. Chiều 1 tháng 4, theo nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức 31 tuổi, quê Ninh Bình tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành. Liên quan đến vụ án, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức. Như đã đưa tin, sáng 22 tháng 3, anh Đức làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn, theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải, trái. Ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Cao Chí. Mở đầu phiên tòa buổi chiều ngày mùng 1 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella. Trước đó, ở phần luận tội, viện kiểm sát đã áp dụng bốn tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Cao Chí, đề nghị bị cáo này từ 10 đến 11 năm tù dưới khung hình phạt bị truy tố. Tự bào chữa, bị cáo cho rằng mức án đề nghị này là quá cao, trong khi bị cáo tích cực khắc phục hậu quả tuyệt đối. Đối đáp, đại diện viện kiểm sát cho hay tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của trương Mỹ Lan. Bị cáo Chí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn 600 tỷ đồng nên đã ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình. Ngoài ra, viện kiểm sát nêu quá trình bào chữa, phát sinh các tình tiết giảm nhẹ mới như mẹ vợ, bố vợ của bị cáo là người có công nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét theo hướng có lợi cho bị cáo. Về đề nghị áp dụng tỷ giá đô la Mỹ tại thời điểm xét xử với giá 24.012 đồng trên đô la Mỹ đối với số tiền hơn 3,3 triệu đô la Mỹ thu giữ của bị cáo. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận áp dụng tỷ giá có lợi cho bị cáo cao trạng đang tính theo tỷ giá 23.601 đồng trên đô la Mỹ. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng cho rằng việc luật sư kiến nghị chấm dứt 3 giao dịch giữa Nguyễn Cao Chí và Trương Mỹ Lan liên quan giao dịch 1.000 tỷ đồng là có cơ sở chấp nhận. Trong 86 bị cáo của vụ án, riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí là người duy nhất không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền SCB và không liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay SCB. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng sau khi bị cáo Lan bị bắt. Bé gái 33 tháng tuổi ở Hàn Quốc tử vong vì bị chín bệnh viện từ chối cấp cứu, Sở Cảnh sát và Bộ Y tế lên tiếng. Những ngày gần đây, dư luận Hàn Quốc đang đặc biệt quan tâm đến vụ việc bé gái 33 tháng tuổi rơi xuống vũng nước gần nhà và tử vong sau khi bị nhiều bệnh viện đa khoa cấp 3 từ chối điều trị y tế. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, phòng cấp cứu 119 nhận được tin báo bé gái, tạm gọi là Anna, bị rơi xuống mương sâu khoảng 1 mét gần một ngôi nhà ở Bo Un Úp, Bo Un Gan, tỉnh Trung Trong Búc. Sau khi được thực hiện sơ cứu khẩn cấp và đưa đến bệnh viện ở Bo Un, mạch của cô bé đập trở lại lúc 6 giờ 7 phút chiều. Mặc dù vậy, khi được bệnh viện yêu cầu chuyển đến các bệnh viện đa khoa cấp 3 để thực hiện phẫu thuật, cô bé đã bị cả 9 bệnh viện, một ở tỉnh Bắc Trung Chê Ông, ba ở Đê Dông, một ở Sejong hai ở tỉnh Trung Chê Ông Nam và hai ở tỉnh Gyeonggi từ chối tiếp nhận điều trị với lý do phòng chăm sóc đặc biệt khoa nhi tại các bệnh viện này không còn hoạt động. Do bị trì hoãn phẫu thuật, Anan -an lại rơi vào tình trạng ngừng và cuối cùng được tuyên bố là đã tử vong vào khoảng hơn 7 giờ 40 phút cùng ngày. Sau khi sự việc được báo chí truyền thông đưa tin, Sở Cảnh sát Bo -un ở tỉnh Trung Chê Ông đã đưa ra thông báo rằng Họ đang điều tra các tình tiết vụ tai nạn và lấy lời khai từ gia đình tăng quyến cũng như các bệnh viện. Tuy nhiên, Việc các bệnh viện đa khoa cấp 3 từ chối điều trị y tế sẽ không được đưa vào cuộc điều tra khi không có quy định nào bắt buộc các bệnh viện cấp 3 phải chấp nhận điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Hiện tại, một đội pháp y đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để đo độ sâu của vũng nước, điểm sâu nhất là 97 cm và theo dõi hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của Anna. Một quan chức cảnh sát cho biết, cho đến nay không có dấu hiệu hình sự nào liên quan đến vụ tai nạn được tìm thấy. Chúng tôi dự định yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết. Về phía các bệnh viện từ chối chữa trị cho Anna, cơ quan y tế cũng cho biết họ sẽ bắt đầu điều tra nếu có tồn tại hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình từ chối chữa trị bệnh nhân của các bệnh viện. Một quan chức của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thông báo, nếu có hành vi bất hợp pháp nào bị phát hiện, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc điều tra chính thức. Quan điểm từ các cơ quan y tế về vấn đề này sẽ sớm được đưa ra cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày